Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Phong thủy Gia Cát xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 nữ mạng. Nữ Mậu Dần cuộc sống đôi khi gặp phải những khó khăn trắc trở, nhưng đa phần đều tốt đẹp, tình cảm thuận lợi, hôn nhân gia đình hạnh phúc, sinh con, sinh cháu, được hưởng phúc lâu dài. Trong sự nghiệp thì họ gặp nhiều may mắn và sau tuổi trung niên về già thì lại rất có vận may về tài lộc. Và để bây giờ có thể hiểu rõ thêm về diễn tiến vận trình tuổi này, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phân tích tử vi chuyên sâu sau đây. Gia chủ Mậu Dần sinh năm 1998 nữ mạng có cung mệnh thuộc cung Khảm, mạng thành đầu thổ, đất trên vách, xương con cọp, tướng tinh con thường luồng, Phật bà Quan Âm độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Mậu Dần qua bài thơ sau. Số này sau ngắn, trước dài, anh em thân thích lạc loài phương xa. Nếu mà sinh thuận mùa hạ, ấy là sung sướng, khác thì lỗi ngay. Mùa xuân lỗi số chẳng mong, vợ chồng chẳng hợp duyên đầu phải xa. Anh em xung khắc chẳng hòa, nói ra gây gỗ tự nhiên dày già. Số tuổi tự lập gia đình, một mình toan tính trăm đường tự do. Tuổi già, y lộc, hưng long, cây già kết trái những chồng phước dư. Tổng quan, nữ tuổi Mậu Dần tính cách mạnh mẽ, tự tin, ưa khám phá, thích một cuộc sống sôi động. Khi còn trẻ có nhiều vận may trong học tập, đời sống tình cảm gia đình thân thiết, gắn bó. Thời trẻ có một mối tình đẹp. Nữ Mậu Dần cuộc đời dồi dào về mặt tài chính, sự nghiệp ban đầu gặp chút khó khăn nhưng đến tuổi 30 lại rất vững chắc phát triển. Cuộc sống về già may mắn về tình cảm, gia đình và con cái được sống yên vui, hạnh phúc bên gia đình. Tóm lại, nữ Mậu Dần cuộc sống đôi khi gặp phải những khó khăn trắc trở nhưng đa phần đều tốt đẹp, tình cảm thuận lợi, hôn nhân gia đình hạnh phúc, sinh con được hưởng phúc lâu dài, trong sự nghiệp gặp nhiều may mắn, sau tuổi trung niên về già có vận may tài chính. Nữ tuổi Mậu Dần hưởng thọ trung bình từ 72 đến 88 tuổi, nếu tích nhiều phúc đức, ăn ở thân thiện thì tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên, những người sinh vào các tháng 4 và 9 âm lịch thì trong vấn đề tình cảm gặp phải khá nhiều những trở ngại. Thời còn trẻ, Mậu Dần có những mối tình đầu rất đẹp, nhưng do tính cách của bản thân hoặc các nhân tố bên ngoài tác động khiến cho tình cảm của hai người chuyển biến xấu đi và tan vỡ. Bước sang độ tuổi từ 22 đến 24 thì nữ Mậu Dần mới gặp được người xứng đáng để đặt niềm tin. Và sau kết hôn, cuộc sống tuy gặp nhiều vất vả nhưng khá hạnh phúc. Nữ Mậu Dần sinh tháng này có vận may lớn về con cái. Mậu Dần sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch. Những người này yêu khá sớm, họ có những mối tình đẹp nhưng tan vỡ cũng nhanh. Sinh tháng này Mậu Dần tính cách mạnh mẽ, họ không quá bi lụy, vương vấn khi chia tay các mối tình. Trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, đây là những người khá may mắn về mặt tài chính. Tình cảm của họ bình thường nhưng lại rất có vận may về tài lộc. Mậu Dần sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch. Đây là những người không những tài giỏi lại rất thông minh xinh đẹp. Trong cuộc sống luôn gặp được nhiều may mắn. Về tình cảm, Mậu Dần sinh tháng này rất được lòng mọi người. Từ khi còn trẻ đã được khá nhiều người theo đuổi. Tình yêu thuận lợi, may mắn. Đa phần những người này là chồng tương lai của họ chính là mối tình đầu, cuộc sống hôn nhân, mỹ mãn, hạnh phúc. Gia đạo công danh. Cuộc sống gia đình lúc nhỏ có nhiều niềm vui. Nữ Mậu Dần khá may mắn về tình cảm gia đình. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng lại rất được cha mẹ thương yêu và lớn lên họ gặp một chút khó khăn trong cuộc sống nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên sau kết hôn lại khác, Mậu Dần có cuộc sống hôn nhân đầm ấm hạnh phúc bên chồng và con cái, về già công danh phát triển. Về sự nghiệp, ban đầu khi bước chân vào xã hội sẽ gặp nhiều khó khăn cản trở, công việc không thuận lợi, nhưng chỉ cần chăm chỉ cố gắng hết sức thì họ sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Nữ Mậu Dần sự nghiệp có bước phát triển và đột phá nhất là vào năm 30 tuổi, những năm sau đó phát triển không ngừng và có vận tiền tài. Để vận trình gia đạo công danh luôn được êm ấm, thuận lợi, bản mệnh có thể mang theo bên mình pháp khí chiêu tài đà phúc hàng đầu của nhà Phật, đó là Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có các chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng.
Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp đường tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên Thỉnh Kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tuổi hợp làm ăn. Nữ tuổi Mậu Dần nếu có ý định làm ăn kinh doanh và cần tìm người để hợp tác buôn bán thì nên lựa chọn những người sau đây sẽ mang lại rất nhiều may mắn thuận lợi về tiền bạc, đó là Kỷ Mão, Quý Mùi, Ất Dậu. Lựa chọn vợ chồng. Kết hôn với một trong số các tuổi Kỷ Mão, Quý Mùi, Ất Dậu, Đinh Hợi, Đinh Sửu, Ất Hợi, nữ Mậu Dần sẽ có một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn, may mắn cả về tình cảm lẫn tiền bạc. Do hợp mệnh nên nếu kết duyên với những người trong cuộc sống này thì gia đình sẽ rất thoải mái, từ vật chất cho đến tình cảm. Sau kết hôn, công danh sự nghiệp phát triển không ngừng, nỗ lực làm việc sẽ có được một cuộc sống giàu sang, quyền quý. Kết hôn với một trong số các tuổi Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Bính Tý thì nữ Mậu Dần cuộc sống khá hạnh phúc nhưng đôi lúc có gặp phải những khó khăn về tiền bạc. Muốn có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy và sung túc thì hai người phải cố gắng hơn nữa trong vấn đề tạo dựng sự nghiệp của bản thân. Kết hôn với một trong số các tuổi Mậu Dần giáp thân thì nữ tuổi Mậu Dần tình cảm không được thuận lợi và khá trắc trở. Sau kết hôn, tuy rằng họ không phải lo lắng quá nhiều tới vấn đề tiền bạc, nhưng hạnh phúc gia đình có thể sẽ bị phá hoại bởi kẻ thứ ba. Muốn gia đình được êm ấm, hòa thuận thì nữ Mậu Dần ngoài việc phải quan tâm hơn, chăm sóc cho những thành viên trong nhà thì còn phải đề phòng các mối quan hệ xung quanh hai vợ chồng. Trong những năm 20, 26, 32, 38, 44, 50 và 59 tuổi, nữ Mậu Dần không nên tổ chức hôn lễ hay kết hôn bởi do xung khắc về tuổi, nên nếu đám cưới vào những năm này sẽ đem đến nhiều thành quả không may mắn, dẫn tới lục đục trong gia đình. Tuổi Đại Kỵ. Đại Kỵ được chia làm hai mảng, đó là Đại Kỵ trong làm ăn và Đại Kỵ trong hôn nhân. Nữ tuổi Mậu Dần không thích hợp với các tuổi Tân Tỵ và Quý Tỵ. Nếu hợp tác làm ăn thì những người này có thể dẫn tới những điều không thuận lợi, do vậy mà Mậu Dần cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định lựa chọn ai cho phù hợp. Nếu kết hôn những người trên thì cuộc sống sẽ có nhiều những khó khăn. Mậu Dần nếu là yêu thương một trong hai tuổi trên thì nên giữ vững tinh thần trước sóng gió và thử thách, chuẩn bị sẵn sàng để có thể đối mặt với sóng gió. Năm khó khăn nhất. Trong cuộc sống có những năm mà Mậu Dần sẽ cảm thấy rất nhiều những rủi ro, cuộc sống của mình không được thuận lợi, nhiều khó khăn trắc trở, đó là vào các năm 23, 27, 31 và 40 tuổi. Vào những năm này, họ cần phải hết sức cẩn thận với các quyết định của bản thân và cố gắng hơn nữa trong vấn đề tình cảm. Để vận trình cuộc sống nói chung cũng như là vận tình cảm nói riêng trở nên thuận lợi, hanh thông hơn, ngoài sự cố gắng của bản thân, nữ mạng tuổi Mậu Dần cũng nên mang bên mình pháp khí chiêu tài đón vận trong phong thủy để phù trợ cho mình. Vòng tay tam hợp Dần Ngọ Tuất với thiết kế từ gỗ huyết long quý hiếm và đá mã não quý phái sang trọng sẽ là vật phẩm hộ thân lý tưởng dành cho quý vị gia chủ. Sử dụng vòng tay này, bản mệnh sẽ có được sự tương hỗ của quý nhân xuất hiện, thâu thu tài lộc và may mắn. Ngoài ra, nhờ sức mạnh của tam hợp quý thần và các mối quan hệ xung quanh cũng trở nên hòa hợp hơn, tránh xa thị phi và điều dữ làm tổn hại. Đặc biệt, vòng được khai quang trì lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một trong những vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Lựa chọn ngày giờ xuất hành sao cho phù hợp cũng là một yếu tố góp phần vào sự thuận lợi thành công cho những dự định sắp lớn thực hiện. Nữ Mậu Dần phù hợp xuất hành cho những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ chẵn. Xuất hành vào thời điểm này sẽ tạo nên sự may mắn về tiền bạc, thuận lợi về bổn mạng. Diễn biến từng năm. Từ năm 19 đến năm 25 tuổi. Năm 19 tuổi, thuận lợi trong tiền bạc, giữa năm có một số khoản thu tài chính. Năm 20 tuổi, tình cảm thuận lợi, phát triển, trong năm công việc bắt đầu có những bước tiến tốt đẹp. Năm 21 tuổi, thích hợp để thực hiện tạo dựng sự nghiệp. Năm 22 và 23 tuổi, nhiều cơ hội trong công việc mở ra, Mậu Dần nên cố gắng nắm bắt. Năm 24 tuổi, tình cảm đặc biệt phát triển, nếu kết hôn vào năm này sẽ gặp nhiều may mắn. Năm 25 tuổi, sự nghiệp phát triển bình thường, đầu năm gặp chút khó khăn nhưng đều được giải quyết tốt đẹp. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi có vận tiền tài, tài lộc phát triển, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
trong năm danh tiếng cũng lên cao, tạo thuận lợi cho công việc làm ăn. Năm 27 tuổi, cẩn thận trong việc làm ăn buôn bán, tránh hao tổn tiền bạc. Năm 28 tuổi, cẩn thận hơn về vấn đề sức khỏe, trong năm nên bồi dưỡng tình cảm của mọi người trong gia đình. Năm 29 tuổi, cuộc sống có nhiều niềm vui, trong năm có tin vui về con cái, công việc bình thường, không có nhiều phát triển. Năm 30 tuổi, trong năm có khoản thu bất ngờ, công việc thuận lợi và dễ dàng thăng tiến. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi có xảy ra chút vướng mắc với cấp trên, công việc có đôi chút không thuận lợi. Năm 32 tuổi nên dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình và con cái, mặt khác chú ý tránh mắc một số bệnh. Năm 33 tuổi, năm này công việc vững chắc, danh tiếng cũng đi lên, cuối năm có khoản thu kha khá. Năm 34, 35 tuổi, những năm này thích hợp để thực hiện dự án lớn, trong năm nguồn thu dồi dào. Từ năm 36 đến 40 tuổi, năm 36 tuổi, cuộc sống gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Năm 37 tuổi thích hợp đầu tư kinh doanh sẽ đem lại nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 38 tuổi, tình cảm gia đình phát triển, các thành viên trong nhà đoàn kết để vượt qua khó khăn. Năm 39 tuổi và 40 tuổi, cuộc sống có nhiều hay đẹp. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41-42 tuổi, những năm này gặp nhiều khó khăn trong công việc, không nên đầu tư làm ăn lớn, suy nghĩ kỹ trước các quyết định trọng đại. Năm 43 tuổi, cẩn thận với các mối quan hệ xung quanh. Năm 44 và 45 tuổi, không nên đi làm ăn xa, cẩn thận lời ăn tiếng nói và tránh chuyện thị phi. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, những năm này Mậu Dần gặp nhiều may mắn cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Năm 46 tuổi sức khỏe có những chuyển biến tốt đẹp. Năm 47 và 48 tuổi, tình cảm gia đình phát triển nhưng tuy nhiên cần phải cẩn thận hơn tới vấn đề làm ăn. Năm 49 tuổi, sự nghiệp phát triển hơn trước, có vận may tài chính. Năm 50 tuổi không nên đầu tư quá lớn. Trong những năm này, gia đình có chuyện vui mừng. Cuộc sống của mỗi người sẽ thay đổi theo từng độ tuổi, chứ không nhất định là phải tuân theo số phận nhất định. Hy vọng rằng những phân tích và luận đoán trong các phương diện công danh, gia đạo, tình duyên, tiền tài của những người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 nữ mạng trên đây sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta có được cái nhìn tổng quan và cụ thể nhất về cuộc đời mình. Và từ đó thì chúng ta biết cách chiêu đón vận may và nắm bắt cơ hội trong tương lai. 1998 năm mạng.